Trần Di Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là tin mà Anh kêu gọi là phải ngay lập tức trả tự do cho chiếc tàu đã bị bắt cóc và các thủy thủ à, thủy thủ ở trên tàu tại bờ biển Hồng Hải bản tin mới nhất cho biết Anh trong ngày thứ ba đã lên án hành động à, tịch thu một cách bất hợp pháp chiếc tàu Galaxy Leader vốn là của Anh và được điều hành bởi một công ty Nhật Bản bởi nhóm hồi giáo Horty trên vùng biển Hồng Hải và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho chiếc tàu này và các thành viên trên chiếc tàu. Vương quốc Anh lên án hành động tịch thu một cách bất hợp pháp chiếc MV Galaxy Leader bởi lực lượng Houthi tại vùng biển Hồng Hải và chúng tôi kêu gọi ngay lập tức vô điều kiện phải trả tự do cho chiếc tàu này và các thành viên trên tàu của họ. Phát công viên của Bộ Ngoại giao à, của Anh đã đưa ra trong ngày thứ ba và hai chiếc tàu khác đã phải thay đổi lộ trình của họ trên bờ biển Hồng Hải và khu vực vùng Vịnh Aden ngay sau khi mà xảy ra biến cố này dẫn tới sự nguy hiểm khu vực này khi mà nhóm Hồi giáo Houthi tại Yemen đã bắt đầu tìm cách ngăn chặn những tàu hàng hải thương mại đi ngang qua đây mà họ cho rằng là của phía Do Thái. Phía Do Thái trong ngày Chủ nhật cho biết là thi đã tịch thu và bắt giữ một chiếc tàu của Anh làm chủ và điều hành bởi một công ty Nhật Bản trên vùng biển Hồng Hải và nói rằng đây là hành động được xem là có liên hệ tới phần hành động khủng bố của Iran và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có một cái... Uh, lời lên tiếng. Tuy nhiên thì phía Iran đã bác bỏ lời cáo buộc của phía Do Thái. Trong khi đó, chính quyền của Nhật Bản cũng lên tiếng vào ngày thứ hai xác nhận rằng chiếc tàu này là Nippon Yushan là cái công ty đã điều hành cái công ty Galaxy Leader và chiếc tàu này và nói rằng chính chính quyền của Nhật Bản đang làm việc với lại nhóm Houthi để và nhờ sự giúp đỡ của Saudi Arabia, Oman và Iran để mà lấy lại chiếc tàu của họ và các thủy thủ đoàn. Ít nhất là có hai chiếc tàu thương mại khác cũng đã chuyển hướng đi ngay sau khi biến cố này xảy ra. Đây được xem là một trong những cái tin khá chú ý trong ngày hôm nay. Cùng một lượt thì phía Do Thái và Hezbollah lại giao tranh ở khu vực biên giới và đã tăng lên một cách nghiêm trọng các ký giả làm việc cho một đài truyền hình lebanon đã cho biết rằng là một người thứ ba đã bị thiệt mạng trong hàng loạt các đoạn rocket bắn vào phía nam của lebanon từ phía bắc của do thái trong ngày thứ ba theo tường trình của lebanon cho biết và cơ quan này nói rằng biến cố này xảy ra trong lúc mà có cái thị trấn có tên là tia hafa nằm cách một dặm ở biên giới của Do Thái và cuộc không tập này diễn ra một ngày, chỉ dưới một ngày sau khi mà lực lượng Hezbollah đã bắn vào hệ thống phòng công của lực lượng Do Thái ở khu vực biên giới theo tương trình cho biết. Và theo tương trình của giới truyền thông Do Thái, Hezbollah đã bắn ít nhất là 40 trái đạn rocket và ba cái drone tấn công nhắm vào các vị trí của IDF ở phía bắc của Do Thái vào sáng và vào buổi sáng và đã gây ra thiệt hại cho ít nhất là một cái trạm kiểm soát quân sự của Do Thái dọc theo biên giới và điều này đã cho thấy sự gia tăng nghiêm trọng của các cuộc tấn công và ngay sau này, lập tức thì các chiếc máy bay máy bay Do Thái đã thực hiện ít nhất là ba cuộc tấn công nhắm vào những cái vị trí sao huyệt của nhóm Hezbollah tại miền nam Lebanon gần khu vực biên giới và trong đó họ nói rằng họ nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah Tiếng nổ đã vang lên ở khu vực phía Bắc của Do Thái vào sáng ngày thứ Ba và trong lúc mà các chiến đấu cơ của Do Thái đang dội bom ở phía nam của Lebanon, nơi mà lực lượng IDF cho biết là họ sẽ bảo vệ cho cái hệ thống phòng công của họ. Trong khi đó thì ba chiếc ba cái hỏa tiễn chống tăng từ phía Lebanon đã bắn qua khu vực của cái nơi gọi là Metula ở phía biên giới của Do Thái và Lebanon và được xác nhận bởi lực lượng IDF vào sáng ngày hôm nay không có ai bị thương và phía IDF cho biết họ đã mở các cuộc tấn công trả đũa. Đây được xem là cuộc giao tranh khá căng thẳng giữa Do Thái và Hezbollah tại khu vực phía bắc của do thái và miền nam của lebanon đó là bản tin liên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, hàng loạt các bản tin liên quan tới truyền thông xã hội mà trong đó có rất nhiều những chi tiết mới. Đầu tiên hết là công ty Platform X, tức là Twitter trước đây, đã khởi kiện nhóm có tên gọi là Media Mirror Trong đó nói rằng họ đã cố tình cán nhãn cho ông Musk là một người bài do Thái và tìm cách tẩy chay trang mạng xã hội này, dẫn tới trang Platform X đã nộp đơn kiện. Công ty truyền thông Platform X là công ty cũ của có công ty cũ là công ty Twitter đã chính thức khởi kiện một nhóm mà cực tả một nhóm gọi là Watchdog tức là nhóm giám sát cực tả có tên gọi là Media Matter bởi vì đã có hành động phỉ bán họ vào ngày thứ hai. Tổ chức có tên gọi là IBM à, các cái công ty gồm có IBM, Comcast và một số những công ty khác đã rút tất cả những quảng cáo của họ ra khỏi trang Platform X sau khi mà Media Matter đã công bố vào ngày 16 tây tháng 11 trong đó đã nói rằng các cái công ty quảng cáo này đã cố tình hỗ trợ cho một cái chủ nghĩa về Đức Quốc xã. Và trong cuối tuần qua thì ông Elmer, chủ nhân của công ty Platform X đã lên tiếng đe dọa là sẽ có một cái gọi là một cái cơ đơn kiện khổng lồ nhắm vào Media Mirror và trong đó kết luận rằng công ty này đã có hành động phỉ bán đối với là công ty của ông và trong ngày thứ hai thì Tổng giám đốc điều hành của công ty Twitter tức là Platform X là bà Linda Jacarino lên tiếng và nói rằng không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là có chủ nghĩa bài Do Thái trên Platform X và cho thấy IBM, Comcast và Oracle đã rút các cái à, à, quảng cáo của họ sau bản báo cáo của Media Matters và điều này cho thấy rõ ràng là Media Matters đã cố tình gán nhãn cho công ty Platform X và ít nhất là họ nói rằng họ sẽ nộp đơn kiện ở trên tòa án ở tại uh, California và trong đó gần như là họ xin lỗi quý vị họ nộp đơn kiện này là ở một cái tòa án ở tại Texas và trong đó nói rằng uh, cái uh, Media Matters đã không có xóa bỏ hoặc là xóa đi tất cả những cái bài viết mà có là hành động gây thiệt hại về tài chính cho công ty Platform X cùng một lượt trong ngày hôm nay thì uh, bộ trưởng tư pháp của tiểu bang texas là ông baston đã mở ra cuộc điều tra nhắm vào công ty media Matter. bộ trưởng tư pháp của tiểu bang texas là ông ken paston trong ngày thứ hai loan báo rằng ông sẽ mở ra một cuộc điều tra nhắm vào cái nhóm cực tả media Matter sau khi cáo buộc rằng họ có những hành động được xem là lừa gạt cuộc điều tra này tiếp theo sau khi mà platform x một công ty của ông elmer làm chủ trước đó được biết với tên là twitter đã đưa ra một cái đơn kiện chống phỉ bán nhắm vào nhóm này và nhóm mà sau khi mà nhóm media, media này đã lên tiếng và cho rằng uh, platform x đã có những cái uh, quảng cáo và được th được, th được uh, thực hiện bởi những nhóm mà họ mô tả là cực hữu và ông Patton cho biết là ông sẽ điều tra đơn kiện nhắm vào tình trạng mà có cái hành động cả bức hại các cái quyền tự do ngôn luận bởi tổ chức này theo tường trình của tờ Washington Examiner cho biết và trong một bản statement đưa ra từ văn phòng của ông, ông Patton cho biết chúng tôi sẽ giám sát tất cả vấn đề này và sẽ công bố cho công chúng và điều này cho thấy là cái nhóm cực tả và những tổ chức cực tả này vẫn tiếp tục tìm cách giới hạn quyền tự do ngôn luận và tìm cách giảm đi tất cả những cái quan điểm của công chúng. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới vụ kiện này và vị bộ trưởng tư pháp chỉ ra vào một cái đạo luật gọi là Texas Business Organization, Organization Code trong đó có một cái đạo luật tên gọi là Deceptive tuyết practice đây là một cái đạo luật nhằm kiềm chế tất cả những cái trò phỉ bán hoặc là có những cái trò gọi là lừa gạt ở trong cái ngành thương mại ở tại Texas đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay cùng một lượt thì trang Trusoso của ông Trump đã khởi kiện ít nhất là 20 công ty truyền thông trong cái việc mà họ đưa tin giả và gây thiệt hại cho công ty Tru Trusoso của ông Trump công ty mẹ của công ty Tru Social Media Platform của cựu Tổng thống Trump đã khởi kiện ít nhất là 20 công ty truyền thông. Trong đó nói rằng họ đã có những cái công ty tin giả và gây thiệt hại cho phần tài chính của công ty. Đơn kiện này tìm kiếm cái số tiền lên tới 1.5 tỷ Mỹ Kim đã được đệ trình ở một tòa án ở tại quận Sarasota ở Florida trong ngày thứ hai. Hôm nay thì Tru Social đã chính thức có một cái đơn kiện chống phỉ bán. À, chưa từng có trong lịch sử trong đó có ít nhất là 20 công ty đã bị khởi à, kiện bao gồm những công ty mà đã có những cái hành động gây thiệt hại cho công ty trusos so, khi mà à, họ từ chối không có báo à, khi mà trusoso từ chối không đăng những cái à, câu chuyện của họ đó là bản statement đưa ra và những công ty truyền thông à, được xem là tin giả này phải chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ gặp họ trên tòa Uh, media Comedy, tức là những công ty này bao gồm luôn cả hãng thông tấn roister Rolling Stone, The Hill, Forbes Media, Asia Media, New York Daily News, MSNBC và tờ Daily Mail và tất cả những cái tê, những cái vụ kiện chưa từng có này sẽ nhắm vào ít nhất là 20 công ty truyền thông đã tấn công vào trăm media và technology group tức là công ty mẹ của công ty Chu Soso và trong đó ông nói rằng công ty của ông đã mất đi 373 triệu Mỹ kim và À, trong cái đơn đơn kiện này chỉ ra cho thấy là số tiền 73 triệu Mỹ Kim này đã bị thiệt hại sau khi mà họ đưa ra những cái tin mà phía của ông Trump cho rằng đây là những cái tin giả và chỉ ra cho thấy là cái cơ quan kiểm soát về thị trường chứng khoán là S trong đó gần như là cho thấy sự thiệt hại của công ty này. Đây được xem là một đơn kiện mới nhất mà ông Trump nhắm vào tổng cộng hơn 20 công ty truyền thông mà ông cho rằng đã có hành động phỉ bán tin giả và khiến cho công ty của ông đã bị thiệt hại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình các trang mạng xã hội ngày hôm nay, những giám đốc của các trang mạng xã hội phải ra điều trần trước uh, thường thượng viện về việc mà tìm cách gọi là gây hại cho trẻ em. Quỹ ban tư pháp tại Thượng viện đã tống tác cho tổng giám đốc của một số công ty về media, trong đó gồm có Platform X và Snap Incorporation để ra điều trần ngày 6 tây tháng 12 trong việc mà họ nói rằng có thể gây hại tới trẻ em. Ít nhất là ba cái tác đã đưa ra vào ngày 16 tây cho các lãnh đạo mà họ đã tiếp tục từ chối không có chịu ra điều trần à, trong việc mà đàm phán trong vấn đề bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Theo tường trình của chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Thượng viện là Dick Dublin của Đảng Dân chủ và thành viên cao cấp của Ủy ban này là ông Lin Graham của Đảng Cộng hòa tại South Carolina, những công ty Big Tech này đã không có một cái hành động giám sát và và khiến cho trẻ em chúng ta không thể à, tránh được và đã gây tổn thương cho các trẻ em và trong cuộc điều trần vào tháng 2 để bảo vệ cho cái quyền an toàn của trẻ em trên online chúng tôi đã cam kết với lại các công ty big tech là họ phải thay đổi và giải thích về tình trạng họ tìm cách gọi là tiếp cận cho trẻ em và không bảo vệ cho họ và bây giờ thì cái cơ hội này đã không còn nữa đây được xem là một trong những cái uh, tin mới nhất và trong đó Trac này đã mời luôn cả bà linda yacarino của platform x jason Citron của discord và ivan spigo của snapchat và trong cái uh, uh, tường trình của ủy ban này thì uh, và X và phía của Discord đã từ chối không có phục vụ trong cái chat này à, trên nguyên tắc là họ nói rằng là họ không có cái hành động gọi là gây tổn hại cho trẻ em tuy nhiên thì à, ông Mark Zuckerberg là tổng giám đốc của công ty Meta và tổng giám đốc của công ty TikTok là Zhou Yousheng vẫn tiếp tục có các cuộc nói chuyện với ủy ban và chấp thuận sẽ tình nguyện xuất hiện trước ủy ban đây được xem là một trong những cái giám sát của các uh, Thượng nghị sĩ ở Ủy ban Tư pháp nhằm siết chặt lại các cái quyền hạn của các công ty mạng xã hội. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì bà Nikki Haley, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa lên tiếng và nói rằng có thể sẽ cần thiết ban lệnh cấm TikTok đối với tuổi teenager tức là tuổi uh, vị thành niên ứng cử viên của đảng cộng hòa bà Nikki Haley tin rằng điều tốt nhất để có một cái chính sách giám sát đó là cần thiết phải ban cấm TikTok đối với lại những uh, tuổi teen. À, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình Fox News, cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina nói rằng bà nghĩ việc ban cấm TikTok vẫn còn là một cái câu chuyện cần thiết bởi vì nó đã khiến cho những đứa trẻ vị thanh niên đã bị khủng hoảng về tâm lý và có những hành động gọi là thiếu kiểm soát trên mạng xã hội. Công ty này đã tìm cách gọi là tiếp cận rất nhiều những giới trẻ của Hoa Kỳ ở thế hệ trẻ nhất và theo ước lượng cho biết thì TikTok đang có khoảng 135 triệu người sử dụng. Hầu hết những người sử dụng này đều dưới 30 tuổi và tôi nghĩ rằng chúng ta cần thiết và cần phải rõ ràng và quý vị biết được là chúng ta cần phải nghiêm cấm và họ đã không giải thích về việc tiếp cận giới trẻ. Và đó là lý do chúng ta muốn ban cấm TikTok Và đương nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải ban cấm Bởi vì trang app này đã gây tổn hại về mặt tâm lý Và khiến cho những đứa trẻ đã không còn giữ được kiểm soát Khi đứng trước một cái camera hoặc là một cái máy thu Để mà bỏ hình ở trên các cái trang TikTok này Đây được xem là một trong những cái là lời khẳng thắng của bà Nick Haley đưa ra sau khi mà có nhiều sự than phiền của giới phụ huynh và nhiều người cho rằng giới trẻ Hoa Kỳ hiện nay đã tốn thời gian quá nhiều cho TikTok và tìm cách gây ảnh hưởng trên TikTok cũng như là đang đầu độc cho những thế hệ kế tiếp. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu khá mạnh mẽ của bà Nikki Haley đưa ra ngay sau khi mà có sự giám sát chặt chẽ lại đối với các công ty truyền thông xã hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay chống chế trước tình trạng bị mất phiếu của người da đen và người trẻ, một số thành viên của đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục tìm cách đứng sau lưng ông Joe Biden và khẳng định rằng ông ta sẽ là người đánh bại ông Donald Trump. Tôi có thể nói rằng là hiện nay tôi nghĩ rằng ông Joe Biden có một cái sức khỏe và một cái tinh thần rất tốt. Đó là lời phát biểu của ông Richard Blumenthal của đảng Dân Chủ tại Connecticut đã lên tiếng cho biết như trên. Tôi đã ngồi với ông ta 2 giờ đồng hồ trong tối ngày thứ tư Ông ta rất là nhạy bén Ông ta có được những cái sự phân tích chính xác và bình luận rất là nhạy cảm Trong vấn đề của Do Thái hoặc là những vấn đề thách thức tại nội địa Và ông ta sẽ đánh bại Donald Trump Nếu đảng Dân Chủ toàn bộ đứng sau lưng của ông ta Và đừng có để cho cái sự gọi là chia rẽ ra Đây là lời phát biểu của ông Blumenthal đã đưa ra ngay sau khi có hàng, đa số những thành viên của đảng Nhân Chủ đã nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Jordan và tuổi tác của ông ta cũng như chính sách thất bại của ông ta về kinh tế. Và đặc biệt là các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là ông ta đã bị ông Trump gác điểm trước và bên cạnh đó thì các cử tri trẻ và cử tri da đen đã dần dần rời bỏ ông ta. Trong cuộc thăm dò mới nhất của tờ New York Times cho thấy là số lượng cử tri người da đen ủng hộ cho ông Trump đã tăng lên tới 22%. Bên cạnh đó thì à, số lượng cử tri trẻ rời bỏ ông à, Jobin đã, đã, đã lên tới gần 49% và con số này cho thấy là Joe đang đứng trước một cái tiềm năng nguy hiểm mất phiếu và để củng cố cho chuyện này thì một số thành viên của đảng đảng Dân Chủ ở tại sàn Thượng viện đang tìm cách gọi là đoàn kết đứng phía sau của ông Joe Tuy nhiên, đại đa số còn lại đều nghi ngại và cho rằng ông ta sẽ không đủ khả năng để có thể lãnh đạo trong nhiệm kỳ thứ hai và đồng thời họ lo ngại sẽ ảnh hưởng tới cái uh, cuộc bầu cử của chính họ kể cả những người ở dưới sàn hạ viện nếu như mà ông joe biden vẫn tiếp tục đại diện cho đảng dân chủ ra tranh cử cuộc thăm dò mới nhất của tờ báo new york times với lại siena college cho thấy ông trump đánh bại joe biden năm trong tổng số 6 tiểu bang chiến lược và điều này đã khiến cho phía của đảng dân chủ phải lo sợ và lên tiếng rất nhiều lần nay thì những kẻ trung thành với lại joe biden đã lên tiếng binh vực cho ông ta và kêu gọi đảng Dân Chủ phải đứng đoàn kết đứng sau lưng của Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump và Chủ tịch của Hạ viện đã có cuộc gặp gỡ tại Mar-a-Lago. Cựu Tổng thống Trump cuối cùng đã gặp gỡ với lại Chủ tịch Hạ Viện là ông Mike Johnson vào tối ngày thứ Hai ở tại Florida theo tường trình của hàng loạt các cuộc báo cáo cho biết. Và đây được xem là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của họ mặc dù rằng không biết họ sẽ thảo luận chuyện gì. Đài truyền hình CBS đã lên tiếng và nói rằng ông Trump và ông Johnson trong cuộc gặp gỡ riêng biệt này là nằm nhằm để gây quỹ cho một dân biểu có tên là Gus Bilirakis ở tại Florida trong lần đầu tiên mặt đối mặt kể từ khi mà ông Johnson đã trở thành chủ tịch của Hạ viện. Vốn là đồng minh lâu đời của cựu Tổng thống Trump, ông Johnson tuần trước đã chính thức lên tiếng endorse ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Tôi sẽ quăng hết mình cho cả Tổng thống Trump, đó là lời phát biểu của ông Johnson đã nói với đài truyền hình CNBC. Tôi hy vọng và tôi chắc chắn rằng ông ta sẽ là người chúng tôi đề cử và chúng tôi sẽ khiến cho Joe Biden chỉ có một thơm duy nhất, tức là một nhiệm kỳ duy nhất mà thôi. Ông Chủ tịch Hạ Viện chỉ ra cho thấy ông là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump ở tại Hạ Viện. Ông Johnson đã năm 2020 đã dẫn đầu ít nhất là 100 thành viên của Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho một cái đơn kiện của Texas về tình trạng kết quả bầu tự cử ở những tiểu bang chiến lược mà giành chiến thắng cho Joe Biden và trước đó thì cựu chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy là người mà đã lên tiếng và nói rằng sẽ endorse cho những thành viên của đảng cộng hòa và ông Trump trong thời gian gần đây đã ủng hộ mạnh mẽ cho ông Mike Johnson và trong cuộc thăm dò mới nhất của Harvard CAPS và Harris Poll công bố ngày thứ hai cho thấy là ông Trump gần như là bỏ xa tất cả các ứng cử viên của đảng cộng hòa tới 58 điểm và trên mở rộng thì ông ta dẫn trước Joe Biden là 6 điểm và trong cuộc thăm dò này và của và và trong vai trò là tân chủ tịch hạ viện hội tháng trước thì cựu tổng thống trump đã từng hậu thuẫn cho ông mike johnson và tiên đoán của tôi là phải dẫn đầu các ứng cử viên mike johnson và hạ viện phải bỏ phiếu thật nhanh và hoàn tất chuyện này ông đã từng bỏ trên trang trussoso trong lúc mà hạ viện bầu lại chức chủ tịch của hạ viện trong khi đó thì ông trump đã lên tiếng và cảm ơn ông mike johnson đã cho công bố tất cả những cái đoạn video ở biến cố của ngày 6 tây tháng 1 hơn 42.000 giờ và ông Trump đã bỏ trên trang Social là chúc mừng cho chủ tịch hạ viện Mike Johnson đã cam kết là công bố tất cả những đoạn video này cho thấy những gì đã xảy ra trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 năm 2021 đó là lời phát biểu của cựu tổng thống Donald Trump cùng một lượt thì đài truyền hình Fox News loan báo là cuộc tranh luận của Gavin Newsom thống đốc California và Ron DeSantis thống đốc của tiểu bang Florida sẽ không có khán giả trực tiếp tại hiện trường. Đài truyền hình Fox News trong ngày thứ hai loan báo rằng họ đã có thêm chi tiết về cuộc tranh luận trong tháng này giữa thống đốc của tiểu bang Florida là Ron DeSantis và thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom. Đây là cuộc đề, điều trần vốn đã được loan báo hồi tháng 9 trong đó là sẽ có một cái uh, chủ đề là The về Vs uh, Newsom là The Great Red vs uh, Blue stack Debate tức là một cái tiểu bang đỏ và một tiểu bang xanh tranh luận trong đó là sẽ chính thức uh, được đưa ra thông báo vào ngày 20 tại tháng 11 vừa qua và các chủ đề này sẽ liên quan tới cái vấn đề kinh tế quốc gia vấn đề điều hành của hai tiểu bang cũng như là cái vấn đề phá thai trong đó thì uh, Gavin Newsom muốn tấn công vào Ron DeSantis trong vấn đề phá thai khi mà Ron DeSantis đã thúc đẩy cái luật về phá à, chống phá thai trong khi đó thì ông Ron DeSantis sẽ nhắm vào tình trạng tội ác tăng cao tại California cũng như những chính sách cực tả của Gavin Newsom cuộc tranh luận này đưa ra sau khi mà có một cái cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 49% cử tri California bất đồng với ông Gavin Newsom trong vai trò thống đốc và chỉ có 39% là được ủng hộ trong ta. Đây được xem là một trong những cuộc tranh luận mà trong đó họ nghi ngờ cả hai người này có thể là đối thủ nếu như không phải Joe Biden và ông Trump ra tái đấu thì Gavin Newsom có thể sẽ đụng độ với lại Ron DeSantis trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc 24 hoặc là 28. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay một phái đoàn của đảo Guam đã là tham gia vào một cái uh, cuộc tranh luận và trong đó yêu cầu là phải gia tăng tất cả những cái khả năng về quốc phòng trước việc mà đe dọa bắn nguyên tử t bắn uh, hỏa tiễn từ phía Trung Quốc. Một đại diện của đảo Guam là James Moulton đã gia tăng áp lực với Quốc hội Hoa Kỳ và lực lượng quân sự Hoa Kỳ là phải tăng cường khả năng phòng thủ của đảo Guam trước tình trạng đe dọa về hỏa tiễn và các hỏa tiễn siêu âm thanh của Trung Quốc trong ngày thứ năm thì ông Mao đã nói với là một cơ quan truyền thông rằng ông vẫn còn rất lo ngại về tình trạng bà tự gọi là quốc phòng của đảo Guam tức là tình trạng tự vệ của đảo Guam trước những cái loại vũ khí mà nhà nước cộng sản trung quốc và lực lượng PLA đã có được ông chỉ ra cho thấy là đảo Guam nằm cách cái thêm lục địa của Trung Quốc là 1.900 dặm và có khả năng rất gần với lại các cái vị trí mà các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu, Thái Bình Dương và nó nằm trong cái tầm bắn của các hỏa tiễn tầm xa và các hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia và kể cả những hỏa tiễn siêu âm thanh của Trung Quốc và điều này có nghĩa là đảo Guam vẫn nằm trong tình trạng nguy hiểm một khi mà Trung Quốc bắn hỏa tiễn vào họ và họ nói rằng họ là nơi có các căn cứ không quân quan trọng cung cấp rất nhiều những cái loại quanh tạc cơ chiến lược và các chiến đấu cơ hàng đầu của Hoa Kỳ và giá trị của đảo Guam ở đây là để củng cố cho tất cả những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại Á châu Thái Bình Dương, trong đó gồm lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng tại Nhật Bản, tại Nam Hàn cũng như là lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở tại khu vực của nước Úc và phía bắc của nước Úc là nơi mà có lực lượng thủy quân lục chiến tại đây cũng như là một số những quốc gia đối tác và đồng minh khác tại khu vực Á châu Thái Bình Dương, trong đó gồm luôn cả các quốc đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương cũng như là khu vực của Philippines. Và ông Merlin cho biết là Hoa Kỳ cần phải có một cái hệ thống lập ra một cái phòng thủ 360 độ, tức là toàn bộ bao vây toàn bộ đảo Guam để có thể ngăn chặn bất kỳ một cái hỏa tiễn nào từ phía Trung Hoa lục địa bắn tới. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh cáo nếu như mà Argentina cắt bỏ các mối quan hệ sẽ là một cái lỗi lầm nghiêm trọng theo lời đe dọa của cộng sản Trung Quốc. Ngay sau khi mà đảng cánh hữu chiến thắng tại Argentina thì người tân lãnh đạo của Argentina tuyên bố là sẽ không tham gia vào tổ chức BRICS và có khả năng sẽ cắt bỏ tất cả các mối quan hệ với đảng cộng sản trung quốc ngay lập tức bộ ngoại giao trung quốc đã đưa ra phản ứng vào ngày thứ ba nói rằng đây sẽ là một lỗi lầm nghiêm trọng nếu như mà argentina cắt bỏ tất cả các mối quan hệ của họ và trong đó bao gồm luôn cả những quốc gia như là brazil trung quốc được xem là một đối tác quan trọng về kinh tế của Argentina và Argentina đã từng gia nhập vào một vành đai một con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, thì Argentina nhân vật vừa mới đắc cử là Javier Milei đã đã trở đã, đã thành Tân tổng thống của quốc gia này và nhân vật được xem là cánh hữu này đã chỉ trích cả Trung Quốc lẫn Brazil và ông nói rằng ông sẽ không điêu với những quốc gia cộng sản, đặc biệt là ông thiên vị về việc mà có các mối quan hệ thân thiết hơn với Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái quyết định của ông đưa ra và Argentina nằm trong 6 quốc gia vốn đã được mời vào tổ chức BRICS trong đó bao gồm cả Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Và trước đó thì Argentina cũng chính thức gia nhập vào một vành đai một con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên nay thì vị tân tổng thống cánh hữu đã lên và tuyên bố sẽ cắt bỏ tất cả các mối quan hệ và không muốn thương lượng bất kỳ một điều gì với những quốc gia mà ông cho là xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Đây được xem là một trong những cái đe dọa đối với Trung Quốc sau khi mà Bắc Kinh đã có những cái hành động gây ảnh hưởng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ thông qua những chính quyền cánh tả tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương. Cùng một lượt thì phía Âu Châu đã nhắm mục tiêu trừng phạt việc xuất cản các cái kỹ nghệ về nhựa của Trung Quốc. Trong đó họ nói rằng Bắc Kinh đã có hành động bán phá giá và khiến cho phía của các công ty Âu Châu đã bị thiệt hại. Liên hiệp Âu Châu đang chuẩn bị cho một cái lệnh trừng phạt về bán phá giá trong những công ty sản xuất nhựa của Trung Quốc bao gồm tất cả những cái chai nhựa trong việc mà họ nói rằng Bắc Kinh đã có hành động bất công trong chính sách mậu dịch của họ và việc này à, cho biết là họ sẽ đánh thuế từ 6.6% lên 24.2% và sẽ áp dụng cho những công ty của Trung Quốc đã bán phá giá các cái chai nhựa và các cái lon nhựa ở tại thị trường của Âu Châu. Đây được xem là một trong những cái quyết định sau khi mà Âu Châu đã thực hiện từ hồi tháng 3 một cuộc điều tra sau khi có than phiền từ chỉ ngày này. Nói rằng họ không thể cạnh tranh nổi với những mặt hàng nhựa do Bắc Kinh sản xuất và điều này đã gây ảnh hưởng rất nhiều cho họ. Và phía Âu Châu sẽ quyết định là áp thuế từ 6.6% lên tới tức là gấp 4 lần so với cái mức thuế hiện tại để mà đánh vào ngành nhựa của Trung Quốc để chống tình trạng mà Bắc Kinh đã bán phá giá trong thị trường của Âu châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, cuộc điều tra công an đã được báo chí Cộng sản Việt Nam tường trình đầy đủ liên quan tới cái vụ án của bà à Trương Mỹ Lan, một trong những nhân vật tài phiệt tại Việt Nam và đang bị bắt giữ. Trong đó thì họ lên tiếng và nói rằng ít nhất có 24 thành viên của các đoàn thanh tra và ngân hàng của nhà nước đã bị mua chuộc bởi bà này với cái giá từ 100 triệu đồng tiền Việt Nam cho tới 5.2 triệu Mỹ kim để bao che cho những cái sai phạm trong cái việc mà gọi là sử dụng ngân hàng SCB. Đây được xem là cái kết luận sơ khởi của Bộ Công an kinh tế và trong đó đang nhắm vào tất cả những nhân vật có quan hệ với bà Trương Mỹ Lan và những công cụ của bà ta sử dụng cái nguồn tiền mà bà ta rút ra từ các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng SCB để hối lộ cho các quan chức và hầu hết tất cả những quan chức thanh sát đều là những kẻ đã nhận tiền của bà này. Số tiền thấp nhất là 100 triệu đồng và số tiền cao nhất là 5.2 triệu Mỹ kim. Đây là bản báo cáo mới nhất của báo chí Cộng sản Việt Nam đưa ra sau khi đã được phía Ban Tuyên giáo Trung ương bật đèn xanh cho việc mà tường trình đầy đủ tất cả những gì liên quan tới cái đại án của bà Trương Mỹ Lan. Bên cạnh đó thì một nhân vật nằm trong danh sách bị truy nã ở tại Việt Nam trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Nhân vật này tên là Đinh Văn Thành, sinh năm 1951. Mà trong bản tin của Báo Thanh Niên nói rằng hiện nay công an đang tìm kiếm bởi vì người này đã không còn ở Việt Nam và đã sinh sống ở nước ngoài và xuất cảnh ra nước ngoài và công an đang tìm hiểu về thân phận của người này. Tuy nhiên, điều mà công an đăng ra có phải đúng sự thật như công an nói hay không? Hay họ đã biết rõ là Đinh Văn Thành đang sinh sống tại quận Cam ở California thường xuyên xuất hiện trong các cái chương trình về văn nghệ cổ nhạc đặc biệt là trong cái buổi lễ cúng tổ của đài truyền hình sbtn đinh văn thành đã có mặt và đứng ca hát ở trên đó chung với một số những người bạn của ông ta và đinh văn thành được mô tả là một người thân cận với rất nhiều những nghệ sĩ từ việt nam sang mỹ trình diễn đặc biệt là giới nghệ sĩ cổ nhạc đều có những cái thái độ thân cận với đinh văn thành điều này thì không biết là công an có biết hay không hay họ biết nhưng họ không dám đăng trên báo là việc họ biết rõ Đinh Văn Thành đang có mặt ở tại quận Cam và ít nhất anh ta làm chủ ít nhất là một cho tới hai căn nhà đã pay off tại quận Cam. Đó là bản tin liên quan tới cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan và nhân vật Đinh Văn Thành. Cùng một lượt thì Bộ Công Thương đã đưa công văn hỏa tốc để kiểm soát giá xăng dầu trong dịp trước Tết. Bản tin mới nhất cho biết thì bộ công thương cộng sản việt nam đã có một cái công văn được mô tả là hỏa tốc để mà đưa xuống cho tất cả các tỉnh thành các thành phố hoặc là những khu vực nào thuộc quyền của cái gọi là trung ương quản trị để mà kiểm soát giá cả xăng dầu trong lúc mà có tình hình có thể giá cả xăng dầu sẽ tăng trong dịp tết lúc mà mùa đông tới cũng như là tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại việt nam và e ngại rằng mức giá xăng dầu tăng cao sẽ dẫn tới sự hỗn loạn trong dân chúng và sự thiếu hụt xăng dầu này có thể sẽ gây ra tình trạng bất ổn xã hội. Lập tức Bộ Công Thương đã đưa công văn hỏa tốc để yêu cầu các cái đại lý cung cấp xăng dầu là không thể tăng giá xăng mà không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương và tùy theo cái mức độ của từng giai đoạn để mà họ có thể điều chỉnh giá xăng. Đây được xem là hành động thao thúng thị trường một cách rất rõ nét của chính quyền cộng sản việt nam và họ vẫn chối cho rằng họ để cho thị trường tự nhiên và việt nam là một thị trường phát triển tự nhiên và phát triển tự do tuy nhiên thì bộ công thương đã cho thấy một cái bằng chứng rõ ràng cộng sản việt nam đang tìm cách thao túng giá cả trên thị trường về năng lượng đó là bản tin liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay báo chí cộng sản việt nam đã nỗ lực để mà lăng xê cho một cuốn sách của nguyễn phú trọng tổng bí thư cộng sản việt nam trong đó nói về cái gọi là ngoại giao thiếu xương sống mà cộng sản gọi là cây tre tức là gió chiều nào theo chiều đó đây là cuốn sách mới nhất của nguyễn phú trọng tung ra trong đó đã nhấn mạnh về cái lối ngoại giao không có xương sống không có lập trường và lối ngoại giao này đã đẩy Việt Nam vào bế tắc và không có hướng phát triển kinh tế đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Nhưng Nguyễn Phú Trọng lại ca ngợi cái lối ngoại giao này và cho rằng đây là ngoại giao cây tre. Tuy nhiên, với một số những người am hiểu tình hình tại Việt Nam và một số những bình luận gia ở trên mạng xã hội cho rằng đây là lối ngoại giao không có xương sống và chính lối ngoại giao này đã đẩy đất nước Việt Nam vào bế tắc toàn diện trong việc khủng hoảng kinh tế không có hướng thoát và đời sống người dân khó khăn hơn. Tuy nhiên, với cái xác uh, lệnh của Ban tuyên giáo Trung ương, đồng loạt báo chí Việt Nam đã lên tiếng ca ngợi cuốn sách của Nguyễn Phú Trọng và coi nó giống như là một cái kim chỉ nan để duy trì chế độ cai trị. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!